Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho bà con một chiếc Samco đời 2015. Xe đang chạy hợp đồng du lịch nha mọi người. Xe còn rất là đẹp nha. Em sẽ quay tổng thành chi tiết chiếc xe để cho bà con cùng xem xe còn nó còn như thế nào nha. Mức độ chiếc xe nó còn bao nhiêu thì bà con cùng xem xe cùng đánh giá nó như thế nào nha. Xe là cụm đèn trước nó còn rất là đẹp nha. Không có bị bể, không có bị động nước nha mọi người. Không bể, không động nước nha. Xe em xin cam kết với mọi người là không có đâm đụng, không có va quẹt nha. Không ngập nước ha. Em sẽ quay tổng thành chi tiết chiếc xe phía ngoài và vào phần nội thất để cho bà con cùng xem cái phần nội thất nó như thế nào nha. Và đề máy xe cho mọi người cùng nghe âm thanh tiếng máy nó như thế nào. Xe là 6 lớp còn rất là đẹp, còn rất là tốt ha. Còn khoảng 85 đến 90% nha mọi người. Vỏ lớp chủ họ cũng mới thay ha. Đèn còn rất là đẹp ha. Đồng sơn khá là mỏng manh nha. Xe đang chạy dịch vụ ha. Xe còn rất là đẹp ha. Nội thất, rồi em sẽ lên cái phần nội thất luôn nha. Xe bật lên xuống người ta cũng là giả đá ha. Nhìn chiếc xe nó rất là sáng ha. Rất là sáng và nhìn nó sang nha. Samco ha, đời 2015. Em bán với giá là 680 triệu nha bà con. 680 triệu ha. Mọi thông tin thắc mắc thì bà con cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Để nghe thông tin về xe ha, để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người nha. Xe nội thất là không có bị rách nha. Nội thất khá là đẹp ha. Phần trần, đèn rất là đẹp ha, không có bị dơ, không có bị rách nha mọi người. Nội thất khá là sạch sẽ ha. Form dáng xe này cũng khá là đẹp ha. Máy là 3 chấm nha mọi người. Samco nhỏ nha, Samco nhỏ. Động cơ Isuzu. Máy móc là không đổ hơi, không xì nhớt nha. Đây ha, phần trần ha. Trần rất là đẹp, rất là sạch sẽ, sáng bóng, sạch sẽ. Đây là phần nội thất rồi ha. Phần vách đồ còn khá là đẹp nè. Không có bị gách, không có bị chạy xước nhiều ha. Có chạy xước chứ không phải là không có nha mọi người. Nếu mà anh chị em, bà con nào thật sự mua xe thì nên gọi điện trực tiếp cho em nha. Nhiều lúc nhắn tin, bình luận em không thể nào mà bình luận trả lời hết mấy anh chị em được nha. Cho nên là thông cảm giùm em nha. Chuyện đó thì nên thông cảm giúp giùm em nha. Nhiều lúc em bận công việc rất là nhiều ha. Hàng ngày nhiều bà con rất là gọi điện rất là nhiều cho em, cho nên là không thể nào mà trả lời hết bình luận cho mấy anh chị được ha. Trên những cái video nào em quay những chiếc xe nào thì em có báo giá chính xác hết á, mà giá thì còn có thể thương lượng với chủ nha. Cho nên là cứ xem hết video để nghe thông tin nha, và nghe thông tin về xe và nghe được cái giá nha mọi người. Chứ nhiều anh chị nói, ủa sao quay xe không có báo cái giá gì hết á. Vì mấy anh chị đâu có coi hết cái video đâu mà nghe được cái thông tin giá nha. Chưa coi hết được cái video cho nên là cái giá cả không có nắm được. Cho nên là cứ nhắn tin, cứ hỏi chị em. Thì nói chung rảnh thì em sẽ trả lời hết những anh chị đó. Chứ không phải là không trả lời. Nhưng mà những lúc mình không rảnh thì anh chị lại sợ anh chị trách. Cho nên là em nói luôn ha. Giá bán cực kỳ ưu đãi cho mọi người là 680 triệu ha. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nha mọi người. Xe máy móc không xì nhớt, không đổ hơi nha. Xin đảm bảo với mọi người, máy cực kỳ khỏe luôn. Rồi em sẽ đề phần âm thanh tiếng máy lên cho bà con cùng nghe âm thanh tiếng máy nó như thế nào nha. Phần táp lô, táp ly xe thì cực kỳ đẹp. Nói thẳng là xe dơ nha. Chứ xe không có sạch nha. Đó, táp lô, táp ly xe thì quan trọng là nó không có bị bể, không bị chạy xước.
mà máy móc khung gầm tốt là ok nha mọi người. Chứ còn cái phần dơ hay là bụi bặm đồ, mấy cái phần đó không có đáng gì để mình bàn về chiếc xe nha. Thì mấy cái đó thì rất là dễ. Rồi em sẽ đề thử phần âm thanh tiếng máy lên cho bà con cùng nghe và cùng coi ở nó ở độ bao nhiêu rồi ha. Một trăm năm mươi lăm vạn rồi nha mọi người. Đó, âm thanh cực kỳ êm luôn ha, âm thanh rất là êm luôn. Đó, rồi em sẽ ra phần phía ngoài để cho bà con cùng nghe cái âm thanh tiếng máy nó như thế nào ha, để cùng nghe cùng đánh giá ha. Giá còn ưu đãi cho mọi người nha, giá còn cực kỳ ưu đãi luôn. Em thì nói thẳng ra chủ người ta báo giá bao nhiêu thì em sẽ báo chính xác bấy nhiêu ha, em không có kê giá lên tí xíu nào luôn. Xe nào cũng vậy, em làm về tất cả các dòng xe ha, xe tải, xe du lịch hay là xe khách ha, em không bao giờ mà em kê giá lên nha mọi người. Vì giá là chủ báo sao thì em sẽ đăng đăng báo chính xác như vậy nha. Đó, âm thanh tiếng máy rất là êm nha mọi người, xe rất êm ha, khung gầm thì miễn bàn ha. Cụm đèn mọi người, cụm đèn còn khá là đẹp nha. Đó, chi tiết chiếc xe thì em đã quay hết cặn kẽ cho mọi người rồi ha, cho nên bà con cứ nhanh tay gọi điện cho em nha. Tem lên ha, màu nhìn rất là sáng và rất là sang luôn, nhìn nó rất là đẹp luôn ha. Sáu vỏ lớp mới, khung gầm không gãy không một mọt nha, không có một mọt không gãy chỗ nào nha mọi người. Rồi bà con nhớ đăng ký kênh ha, rung chuông để nhận những cái video mới nhất em giới thiệu về tất cả các dòng xe ha. Rồi chúc bà con có một ngày làm việc thật là hiệu quả và có thật nhiều sức khỏe nha. Mong bà con là công việc làm ăn mua bán hay là làm bất cứ gì cũng đều suôn sẻ và thành đạt nha. Rồi em xin chào tất cả mọi người.